Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 10 tháng 8 năm 2022 trên kênh Phố Núi TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 10 tháng 8 duy trì ổn định tại thị trường trong nước. Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tháng 7 năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 18.623 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen xuất khẩu được 16.546 tấn, tiêu trắng xuất khẩu được 2.077 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 78,6 triệu USD, với tiêu đen đạt 66,7 triệu USD và tiêu trắng đạt 11,9 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm tới 23,1%, kim ngạch giảm đi 21,7%. Singapore trở thành quốc gia nhập khẩu nhiều nhất hồ tiêu Việt Nam trong tháng 7, với lượng nhập khẩu đạt 2.806 tấn. Tiếp theo là các thị trường Mỹ đạt 2.736 tấn, UAE đạt 1.738 tấn và Trung Quốc đạt 1.227 tấn. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật mới nhất trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận kết thúc ngày 9 tháng 8 năm 2022, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia duy trì đà tăng, trong khi đó ở các quốc gia sản xuất hồ tiêu chính khác duy trì ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia tiếp tục tăng thêm 15 USD trên tấn, lên mức giao dịch là 4.076 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít đứng ở mức 3.750 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn. Giá tiêu đen thấp nhất ghi nhận tại Brazil với mức giá là 3.000 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia trong phiên vừa qua tăng 22 USD trên tấn, lên mức giá là 6.374 USD trên tấn. Còn tại Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu vẫn ổn định ở mức 5.600 USD trên tấn. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá tiêu ổn định với mức giá thu mua từ 70.000 đến 73.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức là 71.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu sáng nay ghi nhận ở mức 70.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, giá tiêu cũng được thu mua ổn định ở mức 70.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức 73.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước sáng nay ghi nhận ở mức 72.000 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 70.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực, tác động đến thị trường hồ tiêu toàn cầu. Trong khi đó, những lo ngại về làn sóng COVID-19 mới trên toàn cầu, cũng như chính sách kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt tại Trung Quốc, góp phần vào sự không chắc chắn của thị trường hồ tiêu. Điều này dự kiến sẽ không thay đổi trong ngắn hạn. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 10 tháng 8 trên kênh Phụ Nữ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.